xin chào tất cả các bạn. Các bạn thân mến, ngoài phố rộn ràng đầy hàng Tết, những cành đào chín chín nở trong hoa xuân, những cành mai cười tươi màu nắng, phố phường trộn rộn đón Tết. Tết đã chạm ngoài cửa ngõ rồi. Vào dịp Tết Nguyên Đán, Hà Phương thích làm những điều như là được cùng bố mẹ đi dạo chợ hoa, sắm Tết, được về quê nội quê ngoại thăm ông bà, thích được ăn những món ăn đặc trưng của ngày Tết như bánh cuốn, bánh chưng. Hà Phương mong nhận được một hướng và xem những bộ phim yêu thích, và điều cuối cùng chính là được nhận lì xì. Còn các bạn thích điều gì trong dịp Tết Nguyên Đán, hãy chia sẻ cho Hà Phương biết nhé. Và bây giờ xin tạm biệt tất cả các bạn, chúc các bạn có một cái Tết thật bình an.